Xin được chào mừng anh chị và bạn đã quay trở lại với video báo giá cập nhật những mẫu SUV hạng sang đã qua sử dụng tại Salon ô tô Vạn Lộc, địa chỉ 19 A Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nếu anh chị và các bạn yêu thích và quan tâm đến một trong những chiếc xe trong báo giá ngày hôm nay thì hãy liên hệ ngay đến số hotline của Vạn Lộc 0985028888 và 0915386666 để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất. Vạn Lộc Auto cam kết bán xe có bảo hành chất lượng xe. Tất cả những chiếc xe mà chúng tôi bán ra đều không đâm đụng, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản, bao test hãng, check hãng toàn quốc. Và tôi là Thanh Hoa, phụ trách kinh doanh tại Salon ô tô Vạn Lộc, sẽ đồng hành cùng với anh chị và các bạn trong những video báo giá xe của Salon ô tô Vạn Lộc. Và chiếc xe đầu tiên Thanh Hoa Vạn Lộc muốn giới thiệu tới anh chị và các bạn đó chính là chiếc xe Toyota Land Cruiser, sản xuất vào năm 2014, màu bạc và nội thất màu đen. Xe mang tên công ty, xuất hóa đơn, lăn bánh hơn 9 vạn km, giá đang chào bán là 2 tỷ 480 triệu đồng. Bên cạnh là chiếc xe Toyota Prado, sản xuất vào năm 2017, màu đen và nội thất màu kem, xe mang tên cá nhân, biển Hà Nội, lăn bánh hơn 7 vạn km, giá chào bán là 1 tỷ 765 triệu đồng. Tiếp đến là chiếc SUV cao cấp nhất của nhà Toyota, đó chính là chiếc xe Toyota Land Cruiser siêu lướt, sản xuất vào năm 2020, màu trắng và nội thất màu đen, xe một chủ sử dụng từ đầu, tên cá nhân, biển Hà Nội, 30G83733. Chiếc xe này thì mới chỉ lăn bánh trên quãng đường 1 vạn km nguyên zin, full lịch sử bảo dưỡng hãng, một chiếc xe không khác gì như xe vừa mới xuất xưởng. Tất cả các chi tiết của nội và ngoại thất vẫn còn rất mới và đẹp, mới 99% so với một chiếc xe mới. Giá đang chào bán cho chiếc xe Toyota Land Cruiser 2020 là 5 tỷ 350 triệu đồng. Bên cạnh đó thì Vạn Lộc Auto cũng vừa mới cập bến thêm một chiếc xe Toyota Land Cruiser sản xuất vào năm 2020, màu đen và nội thất màu đen, xe một chủ sử dụng từ đầu, tên công ty, xuất hóa đơn hơn 2 tỷ. Kế đến là chuyên cơ mặt đất Lexus LX570 sản xuất vào năm 2008, đã được độ lên form của năm 2015, nhập Nhật, màu đen và nội thất màu kem, xe mang tên cá nhân, biển thành phố, hồ sơ cầm tay, khách hàng chỉ cần công chứng hợp đồng mua bán và sang tên, giá đang chào bán là 1 tỷ 985 triệu đồng. Tiếp tục là chiếc xe Toyota Land Cruiser bản máy xăng, động cơ 5.7 V8, sản xuất vào năm 2016, đăng ký lần đầu vào năm 2019, màu đen và nội thất màu đen, xe mang tên cá nhân, biển Hà Nội, lăn bánh gần 4 vạn km, giá đang chào bán là 5 tỷ 550 triệu đồng. Tiếp tục là một mẫu SUV đến từ nhà Land Rover, chiếc Range Rover Autobiography bản Sport, sản xuất vào năm 2011, đăng ký lần đầu vào năm 2012. Về phần ngoại thất thì xe được trang bị 2 tông màu phối hợp, màu đen và nội thất màu ghi xám. Bên trong thì được phối 2 màu trắng và kem, rất sang trọng và nổi bật. Chiếc xe này mang tên cá nhân, biển Hà Nội 29A36688, giá đang chào bán là 1 tỷ 350 triệu đồng. Và đây là chiếc xe Toyota Prado, sản xuất vào năm 2018, nhập Nhật, màu trắng và nội thất màu kem, xe mang tên cá nhân, biển thành phố, hồ sơ cầm tay, lăn bánh hơn 5 vạn km, giá chào bán là 2 tỷ 230 triệu đồng. Tiếp tục thì xin mời anh chị và các bạn, chúng ta sẽ cùng vào bên trong để xem thêm những chiếc xe mà Vạn Lộc Auto đang chào bán. Chúng tôi sẽ có giá tốt nhất dành cho anh chị và các bạn trực tiếp đến xem xe và trải nghiệm sản phẩm tại Salon ô tô Vạn Lộc. Đây là chiếc xe Toyota Land Cruiser, sản xuất vào năm 2020, cũng mới chỉ lăn bánh 1 vạn km, thì chiếc xe này thì đã có chủ. Bên cạnh là chiếc xe Toyota Prado, sản xuất vào năm 2014, màu đen và nội thất màu đen, xe mang tên cá nhân, biển Hà Nội, lăn bánh hơn 7 vạn km, giá chào bán là 1 tỷ 385 triệu đồng. Tiếp tục là chiếc xe Lexus GX460, sản xuất vào năm 2011, nhập Nhật, màu vàng cát và nội thất màu nâu, xe một chủ sử dụng từ mới, tên cá nhân, biển thành phố, hồ sơ cầm tay, mới lăn bánh hơn 6 vạn mai. Xe đang được Vạn Lộc Auto chào bán với mức giá là 1 tỷ 980 triệu đồng.
Bên cạnh cũng là Lexus GX460 sản xuất vào năm 2010, bản xuất Mỹ full option có hệ thống phanh khoảng cách, nâng hạ gầm Landmark Lane Vision, hai màn hình gối đầu, hàng ghế thứ ba chỉnh điện, cửa sổ trời cùng rất nhiều những option cao cấp khác. Giá chào bán là 1 tỷ 880 triệu đồng. Trên đây là giá chào, giá giảm xin vui lòng liên hệ ngay đến số hotline của Vạn Lộc Auto để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ và báo giá tốt nhất. Cảm ơn anh chị và các bạn đã luôn theo dõi, đồng hành cùng Vạn Lộc Auto. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.